máy giặt Panasonic nha các bạn. Hiện tại mở nguồn lên đang báo lỗi H52 ha, mở nguồn lên cái là báo lỗi liền và tất cả các phím không bấm được ha. Ok đây nha, ta mở lại nha, thấy không? À, giờ bấm được từ A đến Z nha các bạn. Đây là hết lỗi H52 ha. H52 là mở lên, mở nguồn lên cái là nó báo lỗi ngay và không bấm được các phím. Để ta xem cái mã lỗi thì ta biết nha.